Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiến hành khởi tố và bắt giữ hàng loạt đối tượng tham gia hỗn chiến vào ngày 26 tháng 12 vừa qua. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 12 năm 2020, một vụ hỗn chiến lớn đã xảy ra tại nút giao thông huyện Tri Phương, Phạm Văn Nghị. Các nhóm thanh niên này cầm theo dao tự chế, mã tấu lao vào đánh chém nhau, dẫn đến thương tích và khiến người dân địa phương hoảng sợ. Công an Thanh Khê đã điều động lực lượng đến hiện trường, điều tra làm rõ và tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan. Đến nay, đã khởi tố và bắt giữ 7 đối tượng và 2 đối tượng cầm đầu gây ra hỗn chiến là Trần Văn Phước sinh năm 1990 và Phạm Thanh sinh năm 1995 đều trú tại Đà Nẵng. Các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn về tiền nên đã hẹn nhau ra hỗn chiến tại đường Phạm Văn Nghị. Hiện Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ các đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra.